Lưu Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2023. Và sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Vâng, kết thúc quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin Thế giới. Trùm mafia Ý bị bắt khi đang giả dạng đầu bếp pizza ở nước Pháp. Cảnh sát chống mafia của Ý đã bắt Ecuador Greco, 63 tuổi, trùm mafia thuộc băng đảng Tronheta khét tiếng khi hắn đang sống dưới vỏ bọc là một đầu bếp pizza tại nước Pháp. Theo tờ Guardian, Eduardo Greco bị bắt vào ngày 3 tháng 2 ở thành phố saint étienne của nước Pháp, nơi mà hắn điều hành một nhà hàng của Ý tên là Café Rossini Ristorante và làm việc như là một đầu bếp pizza tại một vài nhà hàng của Ý khác với cái tên giả là Paolo Demetrio. Khi còn ở nước Ý thì Greco đã làm một bệnh án giả để trốn thi hành án tù. Reco từng bị kết án vắng mặt vào năm 1991 do sát hại hai anh em Stefano và Giuseppe Bartolomeo bằng các thanh sắt và thủ tiêu thi thể của nạn nhân bằng axit. Reco liên tục bỏ trốn và bị các cơ quan chức năng của nước Ý truy bắt suốt 16 năm qua. Reco cũng bị kết tội âm mưu sát hại một số quan chức nhà tù, vì thế còn có biệt danh là sát thủ nhà tù. Vụ bắt Greco diễn ra chỉ một tuần sau khi cảnh sát của nước Ý triệt phá đường dây mafia của chính băng đảng do ông ta cầm đầu ở miền nam vùng Calabria, thu giữ nhiều tài sản trị giá 250 triệu euro, tương đương với 270 triệu Mỹ Kim. Tổ chức Y tế Thế giới ra báo cáo về khủng hoảng nhân đạo ở tại Ukraine. Nga và Hoa Kỳ tranh cãi vào ngày mùng 5 tháng 2, Hoa Kỳ và Nga đã tranh cãi gay gắt liên quan đến báo cáo của tổ chức Y tế Thế giới về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine mới được đưa ra. Báo cáo phân tích các sự kiện ở trong 9 tháng đầu năm 2022 và xếp tình hình tại Ukraine là một trong 8 trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Báo cáo ghi nhận hơn 14.000 thường dân đã bị thương vong, với 17.7 triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo và 7.5 triệu người tị nạn Ukraine đã phải di rời khắp Âu châu. Trong số 471 vụ tấn công bằng vũ khí hạng nặng vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu thì đã có đến 448 vụ xảy ra ở tại Ukraine. Đại diện của Nga nói rằng báo cáo này đã bị chính trị hóa và nghiêng về một bên. Đồng thời những gì mà báo cáo đề cập về Ukraine là những lời cáo buộc vô căn cứ. Kể từ lúc phát động chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái cho đến nay Nga đã luôn phủ nhận những thông tin tấn công vào các mục tiêu dân sự. Trong khi đó, bà Sheba Crocker, là đại diện của Hoa Kỳ ở tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi cập nhật báo cáo để ghi nhận các sự kiện ở tại Ukraine kể từ tháng 9 năm 2022. Bà cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã gây ra thiệt hại không thể diễn tả được cho dân thường và hạ tầng cơ sở quan trọng ở tại Ukraine tiếp theo là bản tin liên quan đến vũ khí năng lượng của nga không hiệu quả với châu âu các kịch bản tồi tệ nhất về khủng hoảng năng lượng ở châu âu liên tục được đưa ra trong mùa hè năm ngoái khi nga cắt giảm phần lớn nguồn cung khí đốt tới châu lục này để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương tây nhiều nước châu âu liên tục chỉ trích nga biến năng lượng thành vũ khí để gây sức ép buộc họ phải giảm ủng hộ với ukraine tuy nhiên thì khi liên minh châu âu bước vào tháng cuối cùng của mùa đông các dấu hiệu ngày càng rõ ràng cho thấy họ đã vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng trong vòng 8 tháng sau khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraine, 27 quốc gia Liên Âu đã thay thế khoảng 80% lượng khí đốt tự nhiên mà họ từng gặp từng nhập từ Nga bằng cách nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng, tìm ra những cách thức mới để giúp đỡ nhau trong lúc thiếu hụt và theo đuổi thành công chính sách tiết kiệm năng lượng. Khi các nhà máy điện nguyên tử gặp khó khăn, năng lượng tái tạo đã trở thành giải pháp hỗ trợ châu Âu vượt qua khủng hoảng. Theo phân tích của tổ chức Ember Climate, 22% lượng điện của Liên Âu trong năm 2022 đến từ mặt trời và gió, đưa thị phần năng lượng tái tạo lần đầu vượt qua khí đốt. Nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng là trong năm 2023, châu Âu sẽ ngày càng từ bỏ khí đốt để chuyển sang năng lượng tái tạo, giúp củng cố an ninh cho nền kinh tế của chính họ và chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt Nga. Tất cả các khu vực của Nga giáp danh với Ukraine đều nâng cảnh báo khủng bố cao vô thời hạn. Vào ngày 5 tháng 2, thống đốc của vùng Belgorod là Vyacheslav Gladkov cho biết đã nâng mức độ đe dọa khủng bố lên cấp màu vàng, tức là cấp cao và sẽ áp dụng nó vô thời hạn. Điều này có nghĩa là tất cả khu vực của Nga giáp danh với Ukraine, gồm có cả vùng Kursk và Bryansk, hiện nay áp dụng mức độ đe dọa khủng bố cấp màu vàng vô thời hạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao cho quyền làm như vậy phù hợp với luật pháp quốc gia và tôi phải sử dụng quyền đó. Tất nhiên, chúng tôi sẽ rút lại các biện pháp hạn chế ngay khi tình hình được cải thiện. Đó là lời của Gladkov đã nói ở trên Telegram và cho biết, một cơ sở công nghiệp dân sự ở Borisovka, địa phương ở vùng Belgorod đã bị tấn công vào tối mùng 4 tháng 2. Thời gian qua, trong lúc cuộc chiến tranh diễn ra ở tại Ukraine, Nga đã cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga. Nga còn cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào các sân bay quân sự nằm sâu ở trong lãnh thổ của Nga ông Medvedev cảnh báo toàn bộ Ukraine sẽ bốc cháy. Theo hãng tin Reuters trả lời phỏng vấn bằng văn bản mới đây với nhà báo Nga Nedana Frikrinson, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Hoa Kỳ cung cấp các vũ khí tiên tiến cho Ukraine, đồng nghĩa toàn bộ Ukraine sẽ bốc cháy. Nhà báo này đã hỏi ông Medvedev liệu Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa hơn có thể buộc Nga quay lại bàn đàm phán với Kiev hay không. Kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, ông Medvedev đáp. Chỉ những kẻ quái đảng về đạo đức có mặt ở cả Tòa Bạch Ốc và ở Điện Capitol mới có thể tranh luận như vậy. Vào ngày 4 tháng 2, thì Ngụ Giác Đài cho biết một tên lửa giúp tăng gấp đôi tầm bắn của Ukraine đã được đưa vào gói viện trợ quân sự mới trị giá là 2.175 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ dành cho Kiev. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí mà Washington cung cấp cho Ukraine được sử dụng để tấn công bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014 hoặc là tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, ông Medvedev cho biết là ông Putin đã nói rõ về vấn đề này, ám chỉ sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử nếu Nga cảm thấy bị đe dọa. Thẩm phán Colombia cho biết dùng chat GPT để xử án. Theo Vice, Thẩm phán Juan Manuel Padilla Garcia ở Cartagena đã dùng chat GPT để ra phán quyết vào hôm 3 tháng 2. Trong phiên tòa, một người dân kiện công ty bảo hiểm vì từ chối thanh toán chi phí điều trị y tế, trị liệu và di chuyển cho cậu con trai mắc chứng tự kỷ. Garcia Jacques xác nhận, ông đã hỏi chat GPT, trẻ vị thanh niên mắc chứng tự kỷ có được miễn phí chi phí điều trị hay không? Trước đó, có tòa án nào đưa ra phán quyết tương tự chưa? Siêu trí tuệ nhân tạo AI đáp rằng, có theo quy định ở Colombia. Trẻ vị thành niên được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, được chi trả miễn phí các liệu pháp điều trị. Chatbot thậm chí dẫn luật 1753, bộ luật năm 2015 của Colombia về quyền lợi được áp dụng cho toàn bộ cơ sở y tế, dù công hay tư. Câu trả lời của chat GPT đã được ghi lại ở trong hồ sơ tòa án và thẩm phán Garcia tuyên bố công ty bảo hiểm phải chi trả toàn bộ chi phí cho người bệnh việc sử dụng AI hỗ trợ cho các quyết định của thẩm phán hoàn toàn phù hợp với luật pháp. Tuy nhiên, chat GPT chưa thể thay thế được các thẩm phán đưa ra quyết định, ông nói. Theo Vice, việc Garcia dẫn đầy đủ câu trả lời của chat GPT ở trong hồ sơ và đưa ra quyết định đã đánh dấu lần đầu tiên một thẩm phán công khai sử dụng siêu AI để dự án. Thanh niên 21 tuổi thú nhận muốn ám sát nữ Hoàng Anh để báo thù. Jaswan Sin 21 tuổi, đã nhận tội đe dọa giết nữ hoàng Anh và các tội khác truy tố theo đạo luật phản quốc trong phiên tòa ở London vào ngày 4 tháng 2. Vụ việc xảy ra vào Giáng sinh của năm 2021, khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cùng với các thành viên hoàng gia đang quay quần tại lâu đài Windsor. Thái tử Charles, người hiện là quốc vương của Anh quốc, cũng có mặt tại lâu đài thời điểm đó, theo hãng tin Reuters cho hay. Các công tố viên cho biết là Charles đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch giết nữ hoàng. Vào ngày đột nhập thì chào đã mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ kim loại, đeo găng tay và mang theo một cây nỏ đã nạp sẵn cung tên. Loại nỏ này có khả năng gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Charles Wands cũng quay một video tuyên bố sẽ giết nữ hoàng Elizabeth đệ nhị để trả thù cho những người đã chết trong vụ thảm sát vào năm 1919. Khoảng 400 người Sikh đã bị cảnh sát của Anh quốc bắn chết tại thành phố Amritsar ở tây bắc của Ấn Độ, khi mà nước này vẫn còn là thuộc địa của Anh quốc. Sau khi lẻn được vào khuôn viên lâu đài, Charles đụng phải một sĩ quan bảo vệ. Theo Reuters, nếu vượt qua được người này thì Chao sẽ tiến vào các khu vực chỉ dành riêng cho hoàng gia. Chao là người đầu tiên sau 40 năm bị kết án theo đạo luật phản quốc có từ năm 1842. Luật này truy tố những người mang súng hoặc vũ khí tấn công với ý định gây hại cho người đứng đầu hoàng gia. Một nữ sinh lần đầu tiên mua vé số cho vui và đã bất ngờ chúng được 35 triệu Mỹ Kim. Vào ngày 3 tháng 2, công ty sổ số và trò chơi Ontario xác nhận là cô Juliet LaMour, 18 tuổi, đến từ Ontario của Canada, đã làm nên lịch sử khi thắng sổ số 48 triệu đô la Canada, tương đương với khoảng 35 triệu Mỹ kim. Theo báo Guardian, cô LaMour đã mua vé số vào ngày sinh nhật thứ 18 theo gợi ý của ông nội. Cô nói cô quên luôn tấm vé số cho đến khi nghe tin là có người trong khu vực của cô được trúng giải số số vào ngày 7 tháng 1. Tôi vừa tròn 18 tuổi và ông tôi đề xuất tôi mua vé số cho vui. Khi tôi đến cửa hàng, tôi không biết làm sao vì chưa bao giờ mua vé số trước đó. Vì vậy tôi đã gọi cho cha và được khuyên là nên mua vé 649. Tôi không thể tin được là mình đã trúng giải độc đắc với tờ vé số đầu tiên cô là mua cho biết. Theo công ty sổ số Ontario, đã có những người 18 tuổi khác trúng được số số ở trên khắp Canada trong những năm gần đây, nhưng không ai trúng nhiều như cô La mua. Là mùa cho biết mình trúng dài khi đang làm việc. Dù được cho về sớm nhưng mẹ cô vẫn khăng khăng buộc con gái phải ở lại hoàn thành ca làm việc rồi mới được về. Là mùa cho hay cô dự định đầu tư phần lớn số tiền và sẽ nhờ cha của cô vốn là cố vấn tài chính giúp đỡ. Cô muốn đi du lịch sau khi học xong rồi quay lại Ontario để học làm bác sĩ, cống hiến cho cộng đồng. Và đó là những phần tin thế giới thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho phép dùng tiền tịch thu từ tài phiệt Nga viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ Merrick Garland thông báo đã cho phép bắt đầu sử dụng tiền và tài sản tịch thu từ một tài phiệt của Nga để viện trợ cho Ukraine sau cuộc gặp giữa ông và Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin tại thủ đô Washington DC. Tài phiệt người Nga được nhắc đến là Konstantin Malofiev được cho là một trong những nhà tài trợ cho phe ly khai thân Nga ở Crimea. Số tiền và tài sản bị tịch thu của ông này sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để hỗ trợ người dân Ukraine. Ông Kostin cho biết là việc này sẽ giúp cho Ukraine có thêm 5.4 triệu Mỹ Kim để tái thiết đất nước. Vào ngày 4 tháng 2, Tòa án Liên bang đã chính thức cho phép tịch thu tài sản của ông Melofiev, mở đường cho việc dùng số tiền này hỗ trợ Ukraine. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã ký thông qua luật cho phép Bộ Tư pháp chuyển tài sản tịch thu của Nga cho Bộ Ngoại giao để hỗ trợ Ukraine. Đáp lại, Nga chỉ trích hành động này sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu và bảo vệ tài sản cá nhân. Đại sứ quán của Nga tại Hoa Kỳ cáo buộc Washington rõ ràng coi thường các quy tắc pháp lý được chấp nhận rộng rãi. Tòa Liên bang cấm người dùng cần sa sở hữu súng là vi hiến Tránh án Patrick Wirrit, tòa liên bang ở tại Oklahoma, người đưa cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, vừa ra phán quyết luật liên bang cấm người dùng cần sa sở hữu súng là vi hiến. Theo hãng tin Reuters, loan tin, quyết định của ông Wirrit dựa trên phán quyết mở rộng đáng kể quyền sử dụng súng của tối cao pháp viện Hoa Kỳ vào năm ngoái. Tránh án này bác bỏ bản cáo trạng chống lại một người đàn ông bị buộc tội vào tháng 8 vì vi phạm lệnh cấm đó, vì cho rằng bản cáo trạng vi phạm quyền mang vũ khí của anh ta theo tu chính án thứ hai. Ông Weirick nói rằng, mặc dù chính phủ có thể bảo vệ công chúng khỏi những kẻ nguy hiểm sở hữu súng, nhưng không thể tranh luận rằng chỉ vì tình trạng dùng cần sa của ông Jared Harrison là lý do để biện minh cho việc tước bỏ quyền sở hữu súng căn bản của đương sự. Vị tránh án bảo thủ này nhấn mạnh rằng việc dùng cần sa không phải là một hành động bạo lực, cưỡng bức hoặc là đe dọa. Đồng thời lưu ý rằng ở Oklahoma, một trong số các bang mà việc dùng cần sa ở trong mục đích y tế là hợp pháp, dù vẫn biết hợp pháp theo luật liên bang Phán quyết của quan tòa Weirich viết rằng việc dùng cần sa đơn thuần không mang bất kỳ đặc điểm nào mà luật quy định về việc dùng súng theo lịch sử và truyền thống của đất nước Bà Laura Deskin, luật sư đại diện cho Harrison cho biết phán quyết này là một bước đi đúng hướng cho một số lượng lớn người Mỹ xứng đáng có quyền mang vũ khí và bảo vệ ngôi nhà của họ giống như bất kỳ người Mỹ nào khác Bộ Tư pháp không trả lời yêu cầu bình luận nhưng nhiều phần sẽ kháng cáo tiếp theo phần tin hoa kỳ sát khinh khí cầu của trung quốc sẽ được đưa tới phòng thí nghiệm những mảnh vỡ của khinh khí cầu trung quốc bị bắn hạ ngoài khơi surfside beach tiểu bang south carolina vào ngày 4 tháng 2 sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm ở quantico bang virginia để các chuyên gia fbi và cơ quan tình báo phân tích bộ quốc phòng đã triển khai nỗ lực hợp tác cùng với fbi và các cơ quan phản gián để phân loại và đánh giá khinh khí cầu nhiều tàu hải quân và cảnh sát biển đã được huy động để bảo vệ khu vực chiếc khinh khí cầu rơi. Một quan chức quân sự cấp cao cho biết họ đã chuẩn bị kịch bản phải thu hồi các mảnh vỡ ở vùng nước sâu, nhưng khí cầu đã rơi xuống khu vực có độ sâu khoảng hơn 14 mét, nên mọi việc trở nên khá dễ dàng. Không biết là cần chính xác bao lâu để khôi phục bất kỳ thiết bị nào từ khinh khí cầu sau khi trục vớt, nhưng nhiều chuyên gia quốc phòng cho rằng có thể không quá lâu. Tổng thống Biden lên tiếng sau khi tên lửa bắn hạ khinh khí cầu do thám. Tổng thống Biden nói lần đầu ông phê chuẩn việc bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ngay sau khi vật thể này được phát hiện nhưng đã được khuyên là đợi thời điểm an toàn. Vào hôm 1 tháng 2, khi tôi được thông báo về khinh khí cầu, tôi đã ra lệnh cho ngũ sắc đài bắn hạ nó càng sớm càng tốt. Tổng thống đã chia sẻ với các phóng viên ở Harstown của Maryland vào hôm 5 tháng 2, ngay sau khi khinh khí cầu bị bắn hạ. Để không gây ảnh hưởng cho bất kỳ ai ở trên mặt đất, họ quyết định rằng thời điểm tốt nhất để làm điều đó là khi khinh khí cầu bay ở trên mặt nước, trong phạm vi 20 cây số. Họ đã bắn hạ nó thành công và tôi muốn khen ngợi các phi công của chúng ta, những người đã làm điều đó. Lý do ngũ giác đài khuyến nghị nên đợi cho đến khi có thể thực hiện việc bắn hạ ở trên mặt nước là để bảo vệ dân thường khỏi các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất từ độ cao đến hàng ngàn mét. Hoa Kỳ phát hiện khinh khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc ở Mỹ Latin. Ngũ Giác Đài cho biết là đã phát hiện khinh khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc ở Mỹ Latin sau khi chiếc khinh khí cầu thứ nhất đã bị bắn hạ, theo người phát ngôn của Ngũ Giác Đài là Pat Ryder cho biết. Tuy nhiên, thì ông không nêu rõ vị trí chính xác của khinh khí cầu và các chi tiết khác. Bộ Quốc phòng cũng bác bỏ tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng các khinh khí cầu phục vụ mục đích nghiên cứu dân sự và khẳng định đó là khí cầu do thám trước đó bộ ngoại giao của trung quốc giải thích vụ việc khinh khí cầu là một tai nạn bất khả kháng chỉ trích các chính trị gia cũng như là truyền thông hoa kỳ đã lợi dụng việc này để tấn công và bôi nhọ bắc kinh ở chiều ngược lại, Washington khẳng định khinh ký cầu đã vi phạm rõ ràng chủ quyền của Hoa Kỳ cũng như là luật pháp quốc tế. Vụ việc đã khiến cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken tuyên bố hủy chuyến thăm Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 4 tháng 2. Tuy nhiên, thì ông Blinken được biết đã trao đổi với người đồng cấp của phía Trung Quốc là Wang Yi tại Nam Hàn về vấn đề này. Tỷ phú Bill Gates lên tiếng về cách đổ tiền vào sao hỏa của tỷ phú Elon Musk. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC mấy đây, khi được nhà báo Amo Rajan đặt câu hỏi về việc lên giao hỏa có phải là một cách sử dụng tiền tốt hay không, thì tỷ phú Bill Gates nói rằng, theo quan điểm của tôi thì không. Thay vào đó, ông cho rằng tài trợ cho việc vaccine là cách dùng tiền tốt hơn tham vọng chinh phục hành tinh này. Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang chi mạnh tay cho việc phát triển tàu vũ trụ và tên lửa với hy vọng là một ngày nào đó nó sẽ đưa con người lên hành tinh đỏ. Đừng lên sao hỏa, ông Bill Gates nói. Thực sự khá tốn kém để lên sao hỏa. Bạn có thể mua vaccine với giá 1.000 Mỹ Kim cho mỗi người được cứu, ông nói. Bill Gates và Elon Musk vốn có những cách xài tiền khác nhau. Quỹ Bill and Melinda Gates là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi Gates và người vợ cũ là bà Melinda French Gates đã bơm đến hàng tỷ Mỹ Kim để nghiên cứu và phát triển vaccine cho các nước nghèo. Trong khi đó, thì ông tỷ phú Elon Musk đã từng chia sẻ tham vọng về một nền văn minh đa hành tinh và đưa con người lên hành tinh đỏ vào năm 2025, thông qua các dự án chinh phục không gian của SpaceX. Gates và Musk cũng thường xuyên bất hòa với nhau trong nhiều năm, khi ông Air Gates tiết lộ vào năm 2020 đã mua một chiếc Porsche Taycan chạy hoàn toàn bằng điện. Một người dùng Twitter đã hỏi, tôi tự hỏi tại sao Bill Gates lại quyết định chọn Taycan thay vì là Tesla? thì ông Musk đáp lại, những cuộc trò chuyện của tôi với Gates thật sự rất tệ. Tiếp theo là bản tin liên quan đến tàu hỏa trật bánh gây cháy dữ dội ở Hoa Kỳ. Theo hãng tin Reuters, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một Đoàn tàu hỏa đã trật bánh, khiến cho nhiều toa tàu bốc cháy tại đoạn đường sắt chạy qua East Palestine, một thị trấn ở tây bắc của thành phố Pittsburgh, khói bốc lên từ hiện trường và cản trở tầm nhìn trong khu vực. Nhân viên các cơ quan phản ứng khẩn cấp đã nhanh chóng triển khai tới hiện trường, di tản cư dân khỏi nhà của họ trong bán kính là 1.6 km quanh đám cháy. Theo Reuters, lính cứu hỏa từ 3 tiểu bang Pennsylvania, Ohio và West Virginia đã có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, thì cơ quan bảo vệ môi trường liên bang đang giám sát chất lượng không khí. Hiện chưa rõ có người thương vong hay không. Hãng tin Reuters đã liên lạc để hỏi các thông tin chi tiết, nhưng sở cảnh sát của East Palestine chưa phản hồi. Công ty vận tải đường sắt Norfolk Southern cho biết đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu nạn tại địa phương và huy động nguồn nhân lực của mình. Người phát ngôn của công ty này chưa cung cấp thông tin đoàn tàu đang chở gì và nguyên nhân khiến cho đoàn tàu trật bánh. Liên quan đến thời tiết, thưa quý vị, hàng trăm ngàn người bị mất điện giữa mùa đông lạnh giá ở tiểu bang Texas. Thời tiết băng giá, băng tuyết và nhiệt độ thấp đã gây ra ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân của các tiểu bang miền Nam của nước Mỹ trong thời gian gần đây. Và trong tuần vừa rồi đã có 10 người thiệt mạng ở trong các tai nạn giao thông do nhiệt độ thấp khiến cho mặt đường bị đóng băng ở các tiểu bang như là Texas, Arkansas và Oklahoma. Hệ thống trường học ở thành phố Dallas và Austin của Texas đã phải đóng cửa vào hôm 3 tháng 2 do tình trạng tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống thấp. Theo số liệu của Power powerhourage.us, trên toàn tiểu bang Texas có khoảng 280.000 khách hàng đang phải sống ở trong cảnh mất điện vào tối mùng 3 tháng 2. Tình trạng mất điện diễn ra nghiêm trọng nhất ở thành phố Austin, nơi mà 150.000 khách hàng đã phải sống hai ngày qua trong cảnh mất điện luân phiên. Đối với nhiều người, việc mất điện cũng khiến cho hệ thống sưởi trong nhà ngừng hoạt động. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm, người dân Texas phải sống ở trong tình cảnh trạng tình cảnh mất điện khi nhiệt độ hạ xuống dưới mức là âm 30 độ C. Và năm 2021, tiểu bang này đã phải trải qua một đợt giá lạnh chưa từng thấy, đẩy hạ tầng cơ sở đến bờ vực sụp đổ và khiến hàng trăm người bị thiệt mạng. Và đó là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Á Châu. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Tòa Nhật Bản tuyên án trung thân kẻ sát hại một phụ nữ Việt Nam. Theo phán quyết vào ngày 5 tháng 2 của Tòa Nhật Bản, bị cáo Toshie Yamaguchi, 60 tuổi, bị tuyên án cho hành động tàn ác khi cướp và sát hại chị Q, sinh năm 1991, quốc tịch Việt Nam. Chị Q là nhân viên làm việc bán thời gian tại tầng 1 của một nhà hàng cơm hộp ở quận Yodogawa, thuộc thành phố Osaka. Sau khi nhận được tin báo mất tích từ người nhà của chị Q vào ngày 3 tháng 4 năm 2022, cảnh sát địa phương đã phát hiện ra đối tượng Yamaguchi là người sinh sống ở tầng số 2 của tòa nhà trong tình trạng bất tỉnh với vết đâm ở trên cổ. Sau đó một ngày, thì thi thể của chị Q đã được phát hiện và kết quả khám nghiệm cho thấy chị Q đã bị sát hại. Sau khi tỉnh lại, thì nghi phạm Yamaguchi đã khai với cảnh sát rằng trước đó Y đã hẹn gặp chị Kiu để vay tiền nhưng đã bị từ chối. Vì thế, nghi phạm đã sát hại chị Kiu rồi cướp đi 26.000 yen tiền mặt, tức là khoảng 200 mỹ kim, rồi giấu thi thể của nạn nhân. Mặc dù tại phiên tòa thì bị cáo Yamaguchi một mực phủ nhận cáo buộc về tội danh giết người cướp tài sản nhưng thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ayako nakagawa đã cho biết từ những hình ảnh ghi lại của camera an ninh xung quanh rõ ràng bị cáo đã dụ nạn nhân tới phòng mình để thực hiện hành vi cướp tài sản đến khi nạn nhân chống cự quyết liệt bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân sau khi tòa tuyên án người nhà của chị q là chồng và anh trai cho biết họ hài lòng với bản án nghiêm khắc điều này cũng phần nào giúp xoa dịu nỗi đau của gia đình Hồng Kông đau đầu về một khu đất sân golf, tranh chấp đất đai giữa câu lạc bộ Gold Fandling và chính quyền Hồng Kông về đề nghị thu hồi gần 1/5 tổng diện tích 700.000 m2 của tổ chức này để xây dựng nhà ở xã hội, đã phơi bày sự bất đồng hiếm thấy ở trong giới thượng lưu Hồng Kông, nơi đang phải cố cân bằng giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Với tình trạng bất bình đẳng và thiếu nhà ở giá rẻ trầm trọng, chính quyền Hồng Kông đang phải chịu áp lực giảm khoảng cách giàu nghèo theo mục tiêu thịnh vượng chung. Trong khi nhiều quan chức thành phố ủng hộ mục tiêu nói trên, thì một số người vẫn cố bảo vệ sự thịnh vượng mà chủ nghĩa tư bản mang lại. Câu lạc bộ Gold Friendly đã vận động các thành viên lên tiếng để phản đối, đề nghị quy hoạch nhà ở xã hội. Một số nhân vật nổi bật ở trong giới chính trị cũng đã chỉ trích đề nghị này và cho rằng chính quyền thành phố đang hằn sâu thêm sự chia rẽ giữa người giàu và người nghèo. Ngược lại, một số tờ báo Hồng Kông chỉ trích câu lạc bộ, cáo buộc là họ phớt lờ nhu cầu của tầng lớp lao động. Trong hơn 10 năm, một số tổ chức đã ghi nhận Hồng Kông là nơi có thị trường nhà đắt đỏ nhất trên thế giới, đặc biệt khi so sánh thu nhập hộ gia đình trung bình với chi phí nhà ở trung bình. Các cuộc thăm dò cho thấy 60% công chúng ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới kinh doanh, chính quyền Hồng Kông đã quyết định chỉ thu hồi khoảng 130.000 m2 đất. Trong khi đó, ASEAN thảo luận thẳng thắn về vấn đề Myanmar nổi nhức nhối trong khu vực. Ngày 5 tháng 2, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đã bế mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Trong khuôn khổ hội nghị, thì các bộ trưởng đã thảo luận cởi mở thực chất nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Các bộ trưởng nhận định tình hình của Miến Điện ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng nhiều đến khu vực, đồng thời thẳng thắn chia sẻ các quan điểm và đánh giá trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm. Trước diễn biến phức tạp về vấn đề Miễn Điện, các bộ trưởng đã trao đổi kế hoạch và các hướng đi cụ thể để triển khai hiệu quả đồng thuận 5 điểm 5PC của ASEAN. Các bộ trưởng khẳng định tiếp tục hỗ trợ Miến Điện tìm kiếm giải pháp hòa bình và bền vững vì lợi ích của người dân Miến Điện, nhấn mạnh cần sớm chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan. Indonesia với tư cách nước chủ tịch ASEAN năm 2023 đã đề cập sâu sắc đến tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm, đồng thời nhấn mạnh đồng thuận 5 điểm có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự thống nhất của ASEAN trong giải quyết vấn đề Miến Điện. Tin đến từ Đài Loan thưa quý vị. Tòa án của Đài Nam xét xử một vụ kiện, đó là một người đàn bà họ Linh đòi được chu cấp tiền phụng dưỡng từ hai người con vào ngày 5 tháng 2. Bản án cho thấy bà Linh đã ly li hôn vào năm 1976. Vài ngày sau, bà bỏ lại hai con và đi biệt tích. Khi đó, con còn nhỏ chưa đến 2 tuổi. Người chồng cùng gia đình bên nội đã nuôi dưỡng các con. Ông đã nhiều lần đăng tin để tìm vợ cũ nhưng không có tin tức. Và bà Linh cũng không bao giờ liên lạc với các con. Vào cuối năm 2022, bà đã đột ngột xuất hiện, nói rằng có uẩn khúc ở trong lòng nên suốt 47 năm qua đã xuất ra tu hành. Nay bà trở về gửi đơn lên tòa án yêu cầu mỗi người con phải chu cấp tiền hàng tháng là 7.000 đài tệ, tổng cộng là 14.000 đài tệ, tương đương với 470 Mỹ Kim cho bà cho tới khi bà qua đời. Ở tại tòa, bà Linh đã trình bày không có tài sản đứng tên, đang sống ở trong cảnh túng quẫn, tuổi đã gần 70, vân vân. Việc các con phải có nghĩa vụ chu cấp cho mẹ là hợp với đạo đức và luật của gia đình. Trong khi đó, người chồng cũ phản đối và tố bà là vô trách nhiệm đối với con cái. Ông cho rằng số tiền không nhiều nhưng bà không có quyền để nhận. Và cuối cùng, tòa án đã phán quyết rằng bà Linh không có hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ đối với các con và vì thế bà không có quyền để đòi tiền phụng dưỡng. Theo báo cáo của các cơ quan phúc lợi Đài Loan, thì mỗi năm có trên 3.000 người cao tuổi đã bị con cái bỏ rơi. Các chuyên gia tư pháp đã từng đề xuất phạt tù những người trưởng thành không chăm sóc cho cha mẹ già của họ, nhưng đã không được thông qua. Người Palestine vỡ mộng vì lời hứa của Hoa Kỳ trong một sự kiện xảy ra vào ngày 26 tháng Giêng, 10 người đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của quân đội Israel vào một trại tị nạn ở thành phố Jenin. Chính quyền của Israel cho biết mục đích của cuộc đột kích này là để loại bỏ các phần tử Hồi giáo cực đoan, Căng thẳng nhanh chóng leo thang và ngày hôm sau, một người đàn ông Palestine đã bắn chết 7 người Israel bên ngoài giáo đường Do Thái. Ngoại trưởng Blinken đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ngay cả trước khi ông đến Israel, đồng thời củng cố cam kết chắc chắn của Hoa Kỳ đối với an ninh nước này. Vị ngoại trưởng cũng cho biết là Hoa Kỳ, cụ thể là chính quyền của Tổng thống Joe Biden, vẫn cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel cùng tồn tại. Tuy nhiên thì nhiều người Palestine cảm thấy thất vọng và bị bỏ rơi trước những lời hứa của Hoa Kỳ về bảo đảm quyền lợi cho họ cũng như là việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Họ cho rằng Washington chỉ hứa suông. Tôi đã 40 tuổi và tôi luôn chứng kiến những sự việc tương tự. Nhiều nhà lãnh đạo đã đến rồi đi và tình hình vẫn vậy. Một chủ quán cà phê người Palestine đã nói như trên. Một người khác thì cho rằng mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn, chỉ các chính sách của Hoa Kỳ đối với người Palestine. Hanan Aswari, cựu thành viên của Ủy ban điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine được viết tắt là PLO, nhận định Hoa Kỳ đang đứng sang một bên và cho phép giải pháp hai nhà nước bị phá hủy. Bên cạnh đó thì bà Aswari cho biết, người dân Palestine không chỉ vỡ mộng với Hoa Kỳ mà còn với giới lãnh đạo Palestine hiện tại. Theo một nghiên cứu được Ngân hàng Quốc gia của Úc tiết lộ cho biết, có 40% thanh niên của Úc đang cân nhắc về việc mua nhà với một người nào đó không phải là bạn đời của mình. Mua nhà cùng với bạn bè là lựa chọn phổ biến được giới trẻ đề cử như là một cách để tham gia vào thị trường bất động sản. Với số tiền không nhiều, giới trẻ của Úc, lứa tuổi từ 18 đến 29, sẵn sàng hợp tác cùng với bạn bè để mua nhà. Đầu tiên thì họ mua nhà để cho thuê, rồi sau đó lấy tiền cho thuê nhà để đi thuê lại một căn khác để ở. Họ hy vọng sau thời gian cho thuê, tích lũy thêm được tiền thì sẽ dần đổi sang những căn nhà tốt hơn và phù hợp hơn. Giám đốc điều hành về lĩnh vực nhà đất của Ngân hàng Quốc gia Úc, ông Andy Kirk cho biết, những người trẻ tuổi ngày càng sáng tạo khi muốn biến giấc mơ sở hữu tài sản của mình trở thành hiện thực. Những người Úc trẻ tuổi không để việc gặp gỡ bạn đời hoặc là kết hôn muộn cản trở họ sở hữu một ngôi nhà ngay bây giờ. Mọi người chắc chắn đang xem xét việc các lựa chọn của mình và mở rộng suy nghĩ xem rằng họ có thể mua với ai đó. Ông kia đưa ra lời khuyên, bất kể bạn mua với ai, điều quan trọng là các bạn phải bàn bạc, tìm hiểu kỹ về cách hai bên sẽ cùng nhau tiết kiệm tiền đặt cọc, thỏa thuận về tài sản và đáp ứng các chi phí sửa chữa liên tục. Trợ lý thủ tướng Nhật bị sa thải vì bình luận về người đồng tính. Masayoshi Arai, trợ lý Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bị cách chức vì những bình luận về người đồng tính được xem là thái quá. Thủ tướng Fumio Kishida vào ngày 5 tháng 2 cho biết, những bình luận của Masayoshi Arai rằng thậm chí không muốn nhìn các cặp kết hôn đồng tính là thái quá và không phù hợp với một xã hội bình đẳng với tất cả mà chính phủ đang hướng tới. Một ngày trước đó thì Arai nói rằng là ông không thích nếu phải sống cạnh những cặp đồng tính và mọi người sẽ rời bỏ đất nước nếu Nhật cho phép hôn nhân đồng giới. Quan chức 55 tuổi đã lên tiếng xin lỗi sau đó, nói rằng những bình luận của ông không phù hợp dù chỉ là ý kiến cá nhân. Chính phủ của ông Kishida đã phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh kể từ năm ngoái. Thủ tướng Kishida đã mất 4 bộ trưởng chỉ trong 3 tháng vì những cáo buộc về các vấn đề tài chính bất thường hoặc là mối quan hệ với giáo hội thống nhất gây tranh cãi. Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 chưa công nhận hôn nhân đồng giới, dù các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là đa số người dân ủng hộ những mối quan hệ như vậy. Thủ tướng Nhật Bản tuần này nói với Quốc hội rằng hôn nhân đồng giới tác động tới xã hội, nên các nhà lập pháp phải cực kỳ cẩn trọng khi xem xét về vấn đề này. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. <laughs> Và sau đây là những phần tin Việt Nam thưa quý vị. Chủ tiệm neo người Việt bị buộc phải hoàn trả hơn 375.000 bảng Anh bởi vì trông cần xa. Hai người Việt Nam bị kết án vì điều hành một mạng lưới trang trại cần xa ở trong những ngôi nhà trên khắp vùng Tây Bắc, Yorkshire và Midlands của Vương quốc Anh, vừa bị buộc phải trả lại hơn 375.000 bảng Anh tiền lãi bất chính. Truyền thông Anh Quốc cho biết vào hôm 4 tháng 2, Linh Văn Đăng và Thị Nguyệt Nga Hồ đã xuất hiện ở tại tòa án Preston Crown. Gần 2 năm kể từ ngày họ bị kết án vì tham gia trong một kế hoạch trồng cần sa với quy mô lớn. Hai người này đã bị bắt cùng với Cam Thị Hồ và Hồ Khoa Đông. Sau khi cảnh sát đột kích vào những ngôi nhà và tiệm làm móng ở tại Blackburn, Darwin và Bolton vào năm 2019, Tháng 10 năm đó, cảnh sát đến một ngôi nhà ở Dormer Street, Bolton và đã phát hiện trong một căn phòng ngủ có khóa kín một cuốn sổ có chứa danh sách trồng cần sa chi tiết được viết bằng tiếng Việt và giấy tờ liên kết ngôi nhà đó với ngôi nhà ở Darwin của hai bị cáo là Vendang và Thi với bị cáo Hồ Quang Đông. Ngày hôm sau, cảnh sát đã lục soát nhà của Vendang và Thi Hồ khi các bị cáo không có mặt. Bốn người khác đã được tìm thấy ở trong nhà có liên quan đến cuộc điều tra. Cảnh sát cũng tìm thấy 3.740 bảng Anh tiền mặt với một điện thoại burner tức là một loại điện thoại dùng tạm thời rồi vứt bỏ. Liên kết với một số, một số ngôi nhà trồng cần sa và thiết bị của Vendang và một hóa đơn tiền điện nước ở trong chiếc Range Rover của đảng Ven cho một nhà khác ở phố Market Torrington, nơi được phát hiện đã chứa đến hàng trăm cây cần sa. Khi khám xét 5 ngôi nhà có liên kết với dữ liệu điện thoại, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng là 1.489 cây cần sa, với tổng giá trị ước tính lên đến hàng trăm ngàn bảng Anh. Tất cả các địa chỉ của nhà đều được thuê bằng tiền bằng tên giả, sử dụng giấy tờ giả, bao gồm có cả hộ chiếu giả. Cục điều tra của cảnh sát Anh cho biết có nhiều kế hoạch thuê các ngôi nhà ở East Lancashire và sử dụng lao động bất hợp pháp để làm nhân viên và sống ở trong các ngôi nhà trồng cần sa. Thêm một trí thức ở Việt Nam bị bắt vì lợi dụng tự do dân chủ. Vào ngày 4 tháng 2, Bộ Công an Việt Nam bắt giam ông Nguyễn Sơn Lộ, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Sena ở Hà Nội theo cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Việc bắt ông diễn ra sau hơn 6 tháng, bộ này đã tiến hành điều tra và nói rằng ông có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Hơn một tuần trước khi ông Lộ bị khởi tố, văn phòng của ông được một số văn sĩ trí thức dùng làm nơi tổ chức hội đàm về văn hóa Ukraine và bày tỏ tình cảm với nhân dân và đất nước Ukraine với sự hiện diện của tham tán chính trị sứ quán và phu nhân đại sứ của nước này. Sự kiện này đang diễn ra thì bị công an cắt điện, trang Asia News dẫn lời những người tham dự sự kiện này đã cho biết Giới quan sát lên tiếng rằng là việc bắt bớ và sách nhiễu các tiếng nói phản biện của trí thức Việt Nam như trường hợp của ông Lộ là đáng báo động. Ông Nguyễn Sơn Lộ, 74 tuổi, là một trong những trí thức có tên tuổi ở Việt Nam trong thời gian qua. Viện Sena của ông thường được dùng làm nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị khá nhạy cảm như là các hội thảo về chủ quyền biển đảo hay là lên tiếng bảo vệ người dân Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông Lộ người còn có tên khác là Minh Đường trước đây đã từng gửi nhiều văn bản và sách góp ý xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phiên giao dịch vàng vào cuối tuần qua ở Việt Nam, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng mua vào giảm 12.79 mỹ kim và bán ra thì giảm 6.4 mỹ kim. Cụ thể, nếu như nhà đầu tư mua vàng miếng vào ngày vía thần tài tức là 31 tháng 1 và bán ra vào hôm 4 tháng 2 thì bị lỗ là 51 mỹ kim cho mỗi lượng vàng. Trong khi đó giá mua vào vào hôm 4 tháng 2 cho mỗi lượng vàng nhẫn thì giảm 25.6 mỹ kim và bán ra thì giảm 34.12 mỹ kim so với phiên hôm trước. Nếu mua vàng nhẫn vào ngày vía Thần Tài thì bán ra lỗ 89.55 mỹ kim cho mỗi lượng vàng. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp bởi cộng hưởng từ đà lao dốc của thị trường kim loại quý của thế giới và nhu cầu trong nước đối với mặt hàng này suy yếu sau so ngày vía Thần Tài. Chốt phiên giao dịch mùng 4 tháng 2, giá vàng thế giới giảm 48 Mỹ Kim, xuống còn là 1.864 Mỹ Kim, do báo cáo việc làm của Hoa Kỳ đã mạnh hơn so với kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tết Nguyên Tiêu ở Hội An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao chứng chỉ Tết Nguyên Tiêu ở Hội An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào sáng ngày 5 tháng 2. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An cho biết, giá trị đặc trưng của Tết Nguyên Tiêu ở Hội An là kết quả của quá trình giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa tại đô thị thương cảng quốc tế Hội An. Bao đời này không chỉ riêng cộng đồng người Việt mà cả cộng đồng người Hoa cùng tổ chức các nghi thức tế lễ các sinh hoạt vui chơi giải trí cộng đồng trong dịp này tạo thành một lễ hội truyền thống tập quán xã hội và tín ngưỡng đặc trưng của cộng đồng cư dân hội an ông sơn đã nói như trên phó chủ tịch tỉnh quảng nam hồ quang bửu cho rằng tết nguyên tiêu hội an vinh dự đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự trân trọng và ghi nhận của nhà nước đối với di sản này tết nguyên tiêu tết thượng nguyên là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời của cộng đồng cư dân Hội An. Hàng năm, sau ngày khai mạc mùng 7 tháng Giêng, người dân nô nức chuẩn bị ăn Tết Nguyên tiêu. Đây vừa là dịp lễ hội, vừa là ngày cúng tế cầu an tế tự của nhiều chi tích tín ngưỡng và một số hội quán trong phố cổ. Giang sáng ngày mùng 5 tháng 2, sau gần 3 tiếng khai ấn đền Trần, người dân khắp nơi về dâng hương và xếp hàng chờ đợi phá đấn. Ban tổ chức phát loa thông báo thời gian phát ấn là 5 giờ. Các địa điểm phát ấn ở tại nhiều cửa khác nhau để người dân nhanh chóng nhận được ấn, không phải xếp hàng lâu. Năm nay, ấn vẫn được phát ở tại 4 điểm ở trong khuôn viên của Đền Trần, gồm có 3 nhà, giải vũ và nhà trưng bày đền trùng hoa. Dưới thời tiết 20 độ C, mưa dày, dòng người vẫn đứng ngồi và ngủ ở tại chỗ xếp hàng dài để chờ đợi nhận ấn. 2.400 cảnh sát được điều động đến bảo vệ an ninh ở trên các tuyến đường vào đền. Đúng 5 giờ, những chiếc ấn đầu tiên được phát tới người dân. Mỗi người sẽ được nhận tờ nhận từ hai ấn và tùy tâm công đức. Để tránh tình trạng quá tải, ban tổ chức cũng dành một gian nhà để trả ấn cho những đơn vị đã ghi danh từ trước. Lễ khai ấn xuất phát từ thời nhà Trần, sau khi đánh bại giặc Nguyên Mông ở tại phủ Thiên Trường, vua Trần Thái Tông mở tiệc mừng công, phong tước cho quan quân có công đánh giặc, giữ yên bờ cõi, vào đầu xuân các vua trần đều tổ chức nghi lễ khai ấn với mục đích tế trời đất tổ tiên mở đầu cho một năm làm việc thuận lợi của bộ máy chính quyền Tiếp theo phần tin Việt Nam, nhận tiền để tha bổng tội phạm, 13 cựu công an phường ở Sài Gòn bị truy tố. Sau nhiều phen trả hồ sơ để điều tra tới lui, 13 cựu công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Sài Gòn vừa bị truy tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo tờ tuổi trẻ vào ngày 5 tháng 2, trong số 13 bị can có Phạm Thanh Tuấn, trưởng của công an phường Phú Thọ Hòa, cùng với hai người phó và các cảnh sát khu vực. Ba bị can nêu trên bị quy kết nhận tiền để tha bổng một số nghi can trong các vụ sử dụng tàn trữ và mua bán chất ma túy xảy ra trong thời điểm từ năm 2018 đến tháng 4 của năm 2020. Bản tin của tờ tuổi trẻ đề cập quy trình làm tiền của nhóm công an phường Phú Thọ Hòa đưa các đối tượng, tức là nghi can, về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch, viết bản tường trình rồi yêu cầu những người này gọi điện nói người thân đem tiền vàng và đô la Mỹ đến công an phường đưa cho các bị can để được tha về và không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc nhóm công an nêu trên làm tiền nghi can được mô tả có sự cấu kết chặt chẽ bằng việc chia tổ, chia ca, phân công nhiệm vụ từng người. Khi bị đưa về đồn thì hầu hết các nghi can này khai không bị niêm phong tan vật là số ma túy bị tịch thu. Tổng số tiền của các nghi can khai bị bắt nộp để chung chi cho công an phường Phú Thọ Hòa là hơn 1 tỷ đồng tương đương với 42.643.000 Mỹ Kim, 2 chỉ vàng miếng và 100 Mỹ Kim. Hiện chưa rõ thời điểm 13 cựu công an viên phải hầu tòa. Sáng ngày 5 tháng 2, thuyền chở khách đi ra giữa dòng sông cách chùa chừng 60 cây số thuộc về phường Long Bình Tân của thành phố Biên Hòa đã va chạm với tàu chở container từ hướng Sài Gòn lên Đồng Nai. Cú tông đã khiến cho thuyền lật úp chìm xuống sông ở trên địa phận của thành phố Thủ Đức. Nhiều người hoảng loạn la hét kêu cứu. Một nhân viên ở trên thuyền cho biết chiếc thuyền bị va chạm mạnh với tàu rồi chìm nhanh. Thuyền lật úp. Người này đã tìm được lỗ hổng ở bên hông thuyền để ngoi lên mặt nước. Sau đó cứu được 4 cho đến 5 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Nhiều thuyền chở khách gần đó đã tới vớt 12 nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, một người phụ nữ 32 tuổi bị ngạt nước và đã không qua khỏi. Lực lượng cứu nạn của công an Đồng Nai đã có mặt để ứng cứu. Khu vực xảy ra tai nạn là luồng tàu hàng vào cảng Đồng Nai và Bình Dương, cách cầu Đồng Nai chừng 800m, bên cạnh Cù Lao 3C, theo cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong do bị kẹt ở trong thuyền không thoát ra ngoài được. Công an Sài Gòn và Đồng Nai hiện nay đang phối hợp để điều tra về nguyên nhân gây ra tai nạn. Nhà thầu đã lo các chi phí đưa thi thể bé Hạo Nam ra ngoài. Sáng ngày 5 tháng 2, ông Lê Hoàng Bảo giám đốc của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi hoàn tất cứu nạn bé Hạo Nam, đơn vị thi công tiếp tục công việc thi công cầu kênh Rọc Sen. Hiện nay các hạng mục vẫn tiến hành bình thường, còn ngay tại vị trí tai nạn, đơn vị tư vấn phải điều chỉnh lại phương án trình các cấp phê chuẩn. Về chi phí thực hiện đưa thi thể Hạo Nam ra ngoài, chúng tôi chưa thống kê hết được, vì vậy chưa đánh giá được kinh phí như thế nào, hiện nhà thầu đã lo hết các phần chi phí đó. Ông Bảo nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã giao các đơn vị chuyên môn của công an tỉnh tiếp tục điều tra lại toàn bộ quá trình vụ việc, làm rõ và sớm có báo cáo cụ thể liên quan tai nạn tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen. Liên quan đến an toàn thực phẩm, thưa quý vị, có gần 24 tấn thịt và nội tạng bẩn vừa bị nhà chức trách của tỉnh Đồng Nai tịch thu Trước khi lượng thịt này kịp bán lại cho các nhà hàng và quán ăn ở tại Đồng Nai, Sài Gòn và Bình Dương. Theo báo Dinh, lượng thịt bẩn nói trên là của công ty thực phẩm Long Phát ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, thu gom được từ các đầu mối ở trên mạng xã hội và mối hàng từ miền Bắc, nhưng không rõ cụ thể là từ tỉnh thành nào. Tại thời điểm nhà chức trách mở niêm phong hai kho hàng, lượng thịt và nội tạng đã bốc mùi hôi thối, thậm chí nhiều sản phẩm đang phân hủy ở trên nhiều bao hàng không ghi nhãn mát, không có tem hàng hóa. Một số thùng và bao hàng có bao bì ghi tiếng ngoại quốc, có thể là tiếng Trung Quốc. Số thực phẩm này dự kiến sẽ bán về các quán ăn ở Sài Gòn, Bình Dương thì nguy hại cho sức khỏe của người dân đến mức độ nào. Công ty thực phẩm Long Phát do đó đã bị Ủy ban Nhân dân của tỉnh Đồng Nai xử phạt hành chính tổng cộng 240 triệu đồng, tương đương với 10.234 Mỹ Kim đồng thời yêu cầu phải tịch thu và tiêu hủy hoàn toàn 23.7 tấn thịt bẩn nói trên. Và thưa quý vị, đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Nữ sinh gốc Việt nhận học bổng của Thượng viện. Christy Trịnh, Học sinh cuối cấp của trường cấp 3 Lincoln tại thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska đã trúng tuyển chương trình Thanh niên Thượng viện Hoa Kỳ theo tờ The Lincoln Journal Star vào ngày 4 tháng 2 cho hay. Chương trình này được thành lập vào năm 1962 nhằm giúp cho học sinh hiểu hơn về chính trường Hoa Kỳ. Thí sinh trúng tuyển sẽ được tham gia khóa học và nghiên cứu về chính quyền liên bang kéo dài một tuần tại Washington, D.C. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh còn nhận được học bổng đại học 10.000 Mỹ Kim. Christie là một trong hai học sinh của Nebraska được chọn đến Washington DC trong tháng 3 tới, nơi em cùng với các học sinh khác có cơ hội gặp gỡ với các lãnh đạo nổi bật gồm một thẩm phán tối cao. Christy là học sinh của chương trình tú tài quốc tế tại trường Lincoln. Em là chủ tịch hội sinh viên danh dự quốc gia của trường và cũng là thành viên của đội hùng biện. Việc tham gia các buổi tranh luận giả định như tại quốc hội đã thôi thúc sự quan tâm của Christy đối với chính trị. Nhờ nỗ lực giúp các bạn học sinh da màu tiếp cận dễ dàng hơn với các lớp học nâng cao mà Christy được trao học bổng lần này. Ngoài ra thì Christy còn tổ chức dự án phục vụ cộng đồng kết hợp với một tổ chức phi lợi nhuận. Dù vẫn đang suy nghĩ về việc chọn hướng đi khi lên đại học, nhưng nữ sinh cho biết muốn học kiến trúc và mối liên kết với chính quyền và chính trị có thể là luật về quy hoạch và phát triển đô thị. Một cựu cảnh sát viên của tiểu bang California bị đi tù bởi vì đã bán hàng xóm. Cựu cảnh sát viên của tiểu bang California là Trevor Dalton, 50 tuổi, đã bị kết án một năm tù và 3 năm quản chế sau khi ra tù bởi vì bán hàng xóm, theo phán quyết của tòa vào hôm 4 tháng 2 năm nay. Bị cáo Dalton đã cãi nhau với hàng xóm là ông Sorin Popescu. Ngoài giờ làm việc vào hôm 4 tháng 12 năm 2017, trong lúc cãi nhau, bị cáo Dutton đã bắn ông Popescu hai phát trúng phổi vào gan. Ở tại phiên tòa vào năm 2018, ông Popescu khai, hôm đó bị cáo Dutton dường như là say rượu và ném vỏ lon bia về phía ông trong lúc cãi nhau. Bị cáo Dutton về nhà, nhưng không lâu sau thì ông Popescu bị bắn trúng lưng. Người hàng xóm khác khai là ông nhìn thấy bị cáo Dutton cầm súng trước khi vụ nổ súng xảy ra. Bị cáo Đa chân khai rằng vào thời điểm đó ông ta bị chấn thương tâm lý, được còn được gọi là PTSD. Bị cáo nghỉ làm ở cơ cơ quan cảnh sát vào năm 2019 và đã phủ nhận cáo trạng. Ngày 17 tháng 10 năm 2022, bị cáo Đa bị kết tội đối với tất cả cáo trạng, gồm có sử dụng súng và gây thương tích nặng theo hồ sơ của tòa án đưa ra. Vâng, kính thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối. Gia đình ba người ở Pennsylvania cùng nhau tự tử. Gia đình ba người gồm cô Morgan Dove và cha mẹ bà Debra và ông James Dove được tìm thấy thiệt mạng ngoài sân sau nhà vào tuần trước do cùng nhau tự tử, theo kết luận của cảnh sát York County, tiểu bang Pennsylvania vào ngày 5 tháng 2 cho hay. Bà Debra, 59 tuổi, viết một lá thư đề ngày 19 tháng Giêng ghi chi tiết kế hoạch tự tử. Bà cũng nói về tai họa ập lên cô Morgan và gia đình bà nhưng không nói rõ tai họa gì. Một điều tra viên đã cho hay. Thi thể ba người trong gia đình của ông Trump được phát giác khi hàng xóm gọi cho cảnh sát vào ngày 25 tháng Giêng, báo cáo ông ta nghe ba phát súng liên tiếp. Khi tới nhà của họ, thì cảnh sát George County tìm thấy thi thể ba người nằm thẳng hàng ngoài sân sau. Dường như thì bà Debra đã bắn ông James trước, rồi cô Morgan bắn mẹ và tự bắn mình. Ông James Dove, 62 tuổi, cũng đã viết thư tỏ ý cho biết là ông chưa muốn tự tử nhưng cuối cùng ông quyết định ra đi cùng với vợ và con. Lá thư khác cho hay là ông nhờ vợ bóp cò súng vì ông bị rung tay. Gia đình của Trump được hàng xóm mô tả là những người rất sùng đạo và là ủng hộ viên cuồng nhiệt của cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Morgan và mẹ của cô lúc còn sống thường hay đi chơi bowling vài lần mỗi tuần và được miêu tả là nhút nhát nhưng thông minh bởi những người cùng chơi. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.